Mến chào tất cả các bạn đã đến với kênh Quốc Thành AFK. Và ngày hôm nay là một ngày mình đã trai tháp rất là nhiều các bạn. Trai tháp và đi kẻ nước thời gian để mình cho các bạn xem cái đặc trưng của con game này. Đó là khi mà chúng ta đã bỏ ra rất là nhiều thời gian để chúng ta nỗ lực đi map nè, đi tháp vua, và chúng ta nhận về những cái tài nguyên quý giá, như là chúng ta có trang bị độc quyền, chúng ta có vé ngắm sao, chúng ta có kim cương, và đặc biệt là chúng ta có vé ngắm đền. Và chúng ta sẽ sử dụng những cái loại tài nguyên này để chúng ta tìm kiếm những cái con tướng mà chúng ta yêu thích, hoặc là chúng ta nâng những con tướng mà chúng ta yêu thích lên một cái tầm cao mới. Cái đó là khi mà các bạn làm được điều đó các bạn, thì cái ý nghĩa của việc chơi cái con game này AFK Arena, hay còn gọi là Thánh Địa AFK, nó thật sự đúng nghĩa các bạn nha. Khi mà chúng ta đi tìm những cái tài nguyên trong game và chúng ta nhận được những cái tài nguyên này và chúng ta update đội hình của chúng ta lên, nâng cấp những con tướng mà chúng ta yêu thích lên các bạn, thì lúc đó là cảm giác rất là thích. Và hôm nay là một ngày mình đã như vậy, mình đã bỏ ra nhiều thời gian để mình cày tháp và chúng ta cày map rồi các kiểu. Tí nữa thì mình sẽ nhận một đống tài nguyên này và chúng ta sẽ update lên cái con Awakening Chimera của mình, cũng như là mình sẽ chọn ra thêm một cái con tướng nữa để mình trao cái trang bị độc quyền cấp 40 cho con nó nữa nha các bạn. Mình sẽ lại trao thêm một cái trang bị độc quyền cấp 40 cho thêm một con tướng, và dựa vào theo cái con ạc của mình thì mình sẽ lựa chọn cái con tướng nào để mình quyết định up cái con đó lên trang bị độc quyền cấp 40. Thì đó sẽ là cái cơ sở để các bạn có thể tham khảo để các bạn lên cái con ạc của mình nha. Rồi, các bạn đang được xem trên màn hình là Awakening Biden đang nỗ lực cân 5. Và tất nhiên cái con Awakening Biden này nó có thể cân 5 được các bạn. Còn có một team thì cái con hai cậu ngũ gực nó sẽ cân 5, kết hợp chung với team là đang có thêm một vài con khác như là Edwin, như là Reizu, chúng ta có Chaser, Odin và chúng ta có Ivan. Team này rất mạnh, với sự hỗ trợ của Ivan và Odin thì con hai cậu ngũ gực sẽ đủ thời gian để clear toàn bộ đối phương phía bên kia. Và Awakening Chimera mặc dù chưa full option nhưng nó hiện tại đang là một lựa chọn rất mạnh và có thể giúp mình qua được cái ải này các bạn nha. Mình đang leo tháp hệ sát. Hôm qua thì mình leo tháp hệ thần và tháp hệ ánh sáng. Tháp hệ ánh thần thì chưa full tầng các bạn. Tháp hệ ánh sáng cũng vậy, chưa full tầng. Tháp hệ thú cũng chưa full tầng. Nhưng mà nói chung là cũng có nỗ lực đi. Ngày mai sẽ là ngày chủ nhật, chúng ta sẽ tiếp tục trai tháp này và chúng ta sẽ kiếm về rất là nhiều vé ngắm đền, cùng với đó là vé ngắm sao và trang bị độc quyền để chúng ta quyết định lên tướng. Rồi, tiếp tục các bạn hãy xem cái con Awakening Biden tiếp tục cân team nha. Awakening Biden vẫn cân tốt các bạn, hiện tại đang cân. Rồi, đang chém vào con Rizu nhưng mà bị thất bại, ok. Mình có thể điều chỉnh đội hình một xíu nha, để cho cái con Awakening Biden mình. Lúc đầu nó chém vào con ca các bạn, nó chém vào con ca hơi bị no hope, tại vì con ca của chúng ta nó né ghê quá. Né ghê quá nên là chúng ta không chém trúng. Trước khi cái con mà Kellen nó chết, nó đã tạo lên được cái tế đàn và nó chuẩn bị nó nổ lên, nó ghi đam nè các bạn nha. Có hai cái tế đàn dưới chân của một vài con tướng, chúng ta thấy ở dưới góc kia có một cái, bên này một cái. Khi tới ngưỡng máu nó sẽ nổ cái đùng lên các bạn. Ồ, không kịp nổ rồi. Bầy chó của con Kellen còn các bạn không? Cũng không còn luôn nha. Rồi, bây giờ mình show cho các bạn cái thành quả mà mình đã đạt được nè. Sau khi mình đã try một số cái tháp vua. Ồ, nhìn đã không các bạn? Đây, đây là thành quả mình đạt được sau khi mà mình try được một số tháp vua đây các bạn. Nhưng mà nó không hết đâu nha. Đây không phải là tất cả những gì mà chúng ta có. Các bạn xem nha, vẫn còn những cái ải khác nó lồi lên này. Đó, đó, nhận liên tục luôn các bạn. Đã chưa? Hey, chúng ta nhận được cả đống. Để xem thử mình có được bao nhiêu vé ngắm đền. Đây, quan trọng là vé ngắm sao này. Mình đã tìm được gần 60 vé. Bên cạnh này kẻ nứt thời gian mình cũng đã bào được một số tầng, thì mình sẽ vào đây. Kẻ nứt thời gian là còn bào được nữa, mà hiện tại thì mình chưa bào, lát nữa thì mình sẽ bào tiếp các bạn nha. Mình sẽ bào tiếp kẻ nứt thời gian lên tới tầng hiện tại đang mở tới 240. Thì một tí nữa mình sẽ tiếp tục bào tới 240. Bây giờ mình nhận cái đống này trước các bạn. Đây, cái đống này. Mình sẽ rinh cái đống này về nhà trước nha. Ok, sau đó thì chúng ta sẽ qua chỗ này. Cái chỗ mà cái
khu hoán đổi để chúng ta lấy về thêm những cái vé ngắm sao, vé ngắm đền và vé ngắm sao các bạn. Chúng ta sẽ đổi full ở đây. Đó, công sức chúng ta cày thì chúng ta đổi lại cái đó các bạn, rất là xứng đáng. Ok, xong rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cái phần thưởng ngọt ngào nhất của cái việc mà chúng ta đã cày tài nguyên. Đó là chúng ta sẽ đi tìm kiếm những cái con tướng mà chúng ta yêu thích. Qua kình Chimera nào, lên. Rồi, mình được một mảnh. Hy vọng là với 50 vé này chúng ta ra liên tục các bạn, ra liên tục. Và thế là được hai con. 40 vé này ra thêm một con nữa thì nhức nách. Mình sẽ được qua kình Chimera, xin mình lên được một sao nha. Hy vọng là nó ra. Ê, ê, còn mười mấy vé nữa. Bạn, bạn, bạn đâu rồi? Chưa ra rồi. Qua kình Chimera một sao của mình nó đã trốn. Qua kình Si nó trốn các bạn. Trốn à. Để mình xem thử chúng ta còn một số lượng kim cương nào cần được giải phóng hay không. Đây. Mình có 19 rương hòa đấu trường. À, mình có 19 rương hòa đấu trường. Tính ra là mình tính để dành các bạn. Tính để dành. Nhưng mà hiện tại thì cần thì mình sẽ mở nha. 19 rương hòa. Được có 450 kim cương à. Hơi ít. Rồi chúng ta có một số rương tài nguyên ở đây. Đúng ra là chúng ta sẽ lấy mồi các bạn. Mà ở đây thì chúng ta lấy mồi luôn đi. Chúng ta sẽ có được một cơ số mồi. Mình sẽ lấy ở đây. Bên này cạnh này có cuộn. Thì tầm này thì chắc là cũng không cần rôn cuộn hệ nhiều. À, rôn cuộn hệ cũng được các bạn. Để xâm theo hệ đi. 36 cuộn. Thôi chúng ta lấy cuộn thường để các bạn 60 cuộn xâm cho đã tay. Chỗ này thì chúng ta lấy full cái bụi tím nha. Rồi mở đá luôn các bạn. Biết đâu nó ra tướng ở Hoa Kình. Có một vài thẻ chúng ta mở luôn nha. Đây. Ra tướng gì ra. Ok. Ra toàn food không thôi các bạn. Chúng ta có con ATS đang cần lên nè. À. Không ra luôn. Hình như mang sáng tướng mới nào. Không ra luôn các bạn. À, số lượng kim cương không đủ để mình tiếp tục rồi. Cái điện thoại mình nó vừa báo lên cái lệch về dung lượng các bạn. Nó kêu là ê mày ơi hết dung lượng rồi. Ok không sao. Giờ thì mình sẽ có thể xâm hệ rừng hoặc là xâm hệ hệ sát hệ nào cũng được. Kim cương dư nên mình sẽ chuyển sang hệ rừng nha. Chúng ta kiếm cái con ATS. Không ra. Rồi xâm thường. Biết đâu xâm thường lại cho mình một con Awakening Simira thì sao các bạn. Xâm thường mà cho một con Awakening Si thì là bùng nổ các bạn nha. Đây chúng ta được được mấy con tướng đây. Một con ATS. Ồ, quý cô mùa hạ Damia. Đấy, ra tướng đặc biệt kìa. Lỡ ra đặc biệt rồi cho mình một con Awakening đi. Câu vậy như là đòi hỏi hơi nhiều các bạn, hơi khó ha. Hơi khó để ra Awakening trong cái chỗ xâm thường này. Chúng ta mở hệ chúng ta mở hệ rừng rồi. Đây là dàn tướng mình nâng được nè. Ok, con này lên được một sao nữa là ba sao. Zero. Và chúng ta có ở Awakening Si chỉ còn một copy nữa là mình sẽ lên được một sao và chúng ta có thể nâng ấn cho con này. Rồi, như đã hứa ha, bây giờ thì mình sẽ coi dựa trên cái dàn tướng của mình và mình sẽ lấy một con quyết định dùng cái con này để mình đập lên cái trang bị độc quyền cấp cao hơn các bạn, đó là cấp 40. Hiện tại thì mình đã lên trang bị độc quyền cấp 40 của Awakening Simira. Chúng ta có Awakening Athalia, Awakening Belinda, chúng ta có Rem, chúng ta có con Lucilla, chúng ta có Libeta. Đó là những con mà mình đã nâng trang bị độc quyền cấp 40. Thì dựa trên cái con acc của mình thì chúng ta sẽ có một vài lựa chọn sau đây có thể đáng được đầu tư trang bị độc quyền cấp 40. Thì mình liệt kê cho các bạn nha. Một là Awakening Baiden. Theo con acc của mình thì Awakening Baiden là một trong những con tướng rất đáng để nâng trang bị độc quyền cấp 40 để cho nó gia tăng cái lượng đam lên cái boss Vương quốc bị nghiền rủa Serer. Và như lúc nãy các bạn thấy nha, con này chúng nó còn dùng để đi map và kéo tháp hệ sát cực kỳ ngon. Chúng ta có thể nâng
Còn nếu mà mình quan tâm nhiều hơn vào BVB thì trang bị độc quyền cấp 40 cho Hoa Kình Safiya thao túng quyền lực là một sự lựa chọn không tồi. Nếu các bạn có cái con tướng ở Hoa Kình Lyca thì cái con tướng tiếp theo mà các bạn nên lên 40 á chính là ở Hoa Kình Lyca. Còn nếu mà các bạn không có ở Hoa Kình Lyca thì cái con nên lên 40 tiếp theo á, thì các bạn có Safiya và Hoa Kình Bảy Đình. Thì cái con Safiya này hiện tại nó được sử dụng trong BBB cũng khá nhiều các bạn được thao túng quyền lực. Cái con này sử dụng BBB khá nhiều, và nếu mà các bạn quan tâm trong cái TS cấp độ kho báu thì các bạn có thể lên ở Hoa Kình Safiya, và con này chúng ta còn dùng được trong quốc bị rủa Siren nữa các bạn, chúng ta lên được. Đối với con ạc của mình thì đang có hai sự lựa chọn ngon, đó là Hoa Kình Bay Đình của ở Hoa Kình Simira, sau đó bạn ở Hoa Kình Savia. Thì chúng ta khi mà các bạn chọn lên trang bị độc quyền cấp 40 thì các bạn nên ưu tiên những cái con tướng thức tỉnh trước, tại vì là cái sức mạnh khi các bạn lên trang bị độc quyền cấp 40 cho những cái con tướng này nó sẽ rất là ngon, các bạn có thể lên. Rồi đầu tiên thì mình sẽ các cấp độ đầu thì chúng ta sẽ lên bằng cái rương đỏ này các bạn, chúng ta sẽ lên bằng cái rương đỏ này. Mình sẽ lên 35 bằng cái rương đỏ này, và tiếp tục chúng ta sẽ nâng bằng cái kia. Ok, cấp 36 chúng ta cũng nâng bằng này luôn, và chúng ta đổi lại nâng bằng từ 37 trên lên, lên bằng cái này các bạn. Rồi, ở Hoa Kình Safiya của mình đã lên trang bị độc quyền cấp 40. Tại vì mình không có cái con Lyca nha. Nếu mà có Lyca thì mình sẽ ưu tiên cho con Lyca bây giờ, thì chúng ta sẽ nâng cho con ở Hoa Kình Bảy Đình. Giờ thì chúng ta sẽ lên cho ở Hoa Kình Bảy Đình các bạn, nhưng mà hiện tại thì nó cũng đã hết rồi, đang không có đủ cái trang bị độc quyền để chúng ta lên tiếp cho cái con tướng thứ hai, đó là Hoa Kình Bảy Đình, nên mình sẽ dừng nha. Mình sẽ dừng. Rồi nhắc tới ở Hoa Kình Lyca, đó là một cái tên rất là ngon các bạn, nó ngon. Tuy nhiên bây giờ hiện tại cái số vé của mình không đủ để lấy cái con ở Hoa Kình Lyca, do đó thì mình thấy ngon thì mình cũng để đó thôi các bạn nha, chứ mình không có dùng vé để mình Rôn lấy Rôn để con Hoa Kình Lyca. Tại giờ mình nếu mình lên con Hoa Kình Lyca thì khi mà nó ra những cái con Hoa Kình khác như là Hoa Kình Saurus chẳng hạn, thì lúc đó thì mình sẽ không có vé để mình đú theo cái con Hoa Kình Saurus, do đó thì mình sẽ tạm ngưng xâm Hoa Kình nha. Mình chờ các bạn, mình sẽ ngồi và mình sẽ chờ cái cơ hội tiếp theo để chúng ta lên cái con Hoa Kình tiếp theo các bạn, chứ không có vội vàng mà chúng ta sẽ đi từng cái vé lẻ để chúng ta kiếm tướng nha. Mình sẽ tạm thời là mình chờ. Rồi, ngoài ra thì hôm nay thì chúng ta còn một cái nữa các bạn, đó là chúng ta swap trang bị độc quyền. Hiện tại mình đang còn một suất để mình có thể swap trang bị độc quyền, và mình sẽ chọn một cái con tướng trang bị độc quyền cấp 30 hiện tại đang phế và không dùng, và mình sẽ swap sang một cái con tướng khác có nhu cầu dùng hơn. Ở đây các bạn có thể thấy chúng ta còn một vài con cần swap nha. Một là chúng ta có cái con Gawain nè, chúng ta có Athos nè, chúng ta có rất là nhiều cái tên chúng ta không xài trang bị độc quyền cấp 30. Đặc biệt là cái con này, con Chimera hệ thường này để chi phí các bạn ha. Và mình sẽ chuyển sang một cái con tướng mới của hệ cũng hệ sát luôn. Cho em ấy vừa lòng hả già, cho sang một con hệ sát cũng cực kỳ ngon trong giai đoạn gần đây. Đó là Simona. Thì mình sẽ chuyển trang bị độc quyền giữa Simona và cái con Chimera nhau cho nhau nha các bạn nha. Rồi, bấm một nút confirm. Simona của chúng ta đã lên trang bị độc quyền cấp 30. Thay vì mình phải nâng con này thì mình swap như cái này thì tiết kiệm được một ít các bạn. Chúng ta tiết kiệm được một ít. Và sẽ cho cái con này hai món T4. Chúng ta sẽ cho Simona luôn hai món T4 các bạn. Lên em. Đã kẹp chung với ở Hoa Kình Chimera để xem ở Hoa Kình Si của mình full T4 chưa. Rồi, Hoa Kình Si đã full T4 thì mình sẽ cho con Simona dạo một vòng xem thử những cái con nào mà mạnh mạnh á. Full chưa các bạn? Mình nhớ là hình như có một con nào đó chưa có full T4 mặc dù tướng nó rất là mạnh, để xem phải con nào nha. Đây. Lucilla ma nữ hoàng hôn của mình chưa full các bạn. Mình sẽ đập full bộ T4 cho cái con này. Đây là trái ngọt sau khi mà chúng ta đã cày cuốc một thời gian dài các bạn ha. Và mình tin rằng rất là nhiều người chơi, và thậm chí là tất cả những người chơi thánh địa AFK đều chờ cái giai đoạn này, trừ những người là nạp nhiều thôi các bạn. Nạp nhiều và không cần tài nguyên đến từ việc mà các bạn cày cuốc thôi. Còn đa phần thì ai cũng rất là thích khi mà các bạn cày một thời gian dài, chúng ta kiếm được rất là nhiều tài nguyên. Và sau đó thì chúng ta sẽ nâng tướng lên như thế này. Đây là cái giai đoạn mà gần như là chúng ta sẽ rất là thích các bạn. Ok, vẫn còn một cơ số vé nữa để
đáp ứng được cái nhu cầu của mình. Do đó thì mình sẽ tiếp tục mình leo tháp vua đây các bạn. Chúng ta vẫn còn một cơ số vé nữa để mình lên được qua vacancy, và mình sẽ cố gắng try tiếp để mình đủ cái số lượng để mình đẩy cái con vacancy Mira của mình lên bậc một sao và full cái nội thất các bạn nha. Đây mình lắp đồ cho cái con tướng của mình xíu. Ở Wagon Baden của mình bị tháo cái này, hiện gì nó bị yếu ra trông thấy các bạn. Rồi lắp cho Wagon con này cái món này cho nó boost thêm cho team. Chúng ta cũng chọn lại cái vải liệm thay cho cái này luôn, bộ sưu tập đi bạn. Rồi lắp cho một món này công công, chúng ta sẽ xúc. Ok, rồi mình sẽ lại tiếp tục try map hôm nay và kể cả ngày mai nữa các bạn, để mình bào về nhiều tài nguyên nhất, đặc biệt là vé ngắm sao, để mình hoàn thành cái con Awakened Chimera. Có nhiều bạn hỏi Awakened Chimera lên bậc vàng, bậc đỏ, lên trang bị độc quyền cấp 30 là đủ chơi chưa anh? Thì ok, đủ rồi các bạn, nhưng mà nó càng mạnh càng ngon. Lên full option trang bị độc quyền cấp 40, rồi 9 món nội thất và full ấn thì Awakened C của chúng ta nó mới phát huy được full cái sức mạnh của mình, và lúc đó nó mới là quái vật các bạn. Bạn nên hướng tới cái mục tiêu biến cái con Awakened Chimera của chúng ta thành quái vật full option như mình đã nói nha. Đừng dừng lại ở trang bị độc quyền cấp 30 và Seed 30 là đủ các bạn nha. Chúng ta hãy nên biến cái con tướng này thành quái vật để chúng ta dùng trong gần như all chế độ, trừ vương quốc bị trừ hành lang ác mộng hiện tại chưa vào meta thôi. Ok rồi, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video và xin hẹn gặp lại các bạn tại các video lần sau nha. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Xin chào tạm biệt. Bye bye.